xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Các bạn thân mến, 27 tuổi nên học nghề gì chắc chắn là câu hỏi là sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay, bởi vì độ tuổi 27 đang là một độ tuổi trưởng thành. Bên cạnh những người đã thành công thì vẫn còn có rất nhiều các bạn trẻ vẫn đang tìm hướng đi cho riêng mình. Và ngày hôm nay trong video này, Duyên cùng với các bạn chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 27 tuổi nên học nghề gì. Và nếu như bạn yêu thích video này, đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh để có thể theo dõi các hoạt động của nhà trường. Tuổi là một trong những độ tuổi được coi là trưởng thành khi mà các bạn đã học xong ra trường và có thể đi làm được một vài năm. Bên cạnh những bạn đã có công việc ổn định, phù hợp với bản thân mình thì vẫn còn rất nhiều các bạn trẻ vẫn còn loay hoay đi tìm cho mình một sự nghiệp riêng. Có những bạn chưa có nghề nghiệp và muốn theo đuổi học nghề. Thì liệu rằng nếu như 27 tuổi chưa có nghề thì chúng ta nên học những ngành nghề gì? Thì hiện nay với sự phát triển của kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện nay thì có rất là nhiều những ngành nghề để cho các bạn theo đuổi, đúng không ạ? Không nhất thiết chúng ta phải học đại học, hiện nay có rất nhiều ngành nghề từ sơ cấp ngắn hạn các bạn cũng có thể lựa chọn được. Với các bạn nữ thì chúng ta có thể lựa chọn những ngành nghề như là làm đẹp này, cắt tóc này, phun xăm thẩm mỹ, đúng không ạ? Và với các bạn nam thì chúng ta có thể học các ngành nghề kỹ thuật cơ khí như là sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, điện tử, điện lạnh, điện nước, điện dân dụng, điện công nghiệp và một số ngành nghề khác nữa. Rất là nhiều các ngành nghề, đây đều là những ngành nghề ngắn hạn, có thời gian đào tạo ngắn, chi phí thấp. Và đặc biệt đây là những ngành nghề mà hiện nay thị trường lao động vẫn đang săn đón rất là nhiều, rất cần những người thợ lao động được đào tạo có tay nghề, được đào tạo bài bản chuyên môn. Và cơ hội việc làm của các bạn thì rất là rộng mở khi mà chúng ta có thể đi làm ở rất là nhiều nơi, từ các cửa hàng, các công ty, các gara, các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng. Và đặc biệt đây đều là những ngành nghề mà các bạn có cơ hội làm chủ cao khi mà chúng ta có thể dễ dàng tự mở một cửa hàng để mình có thể kinh doanh. Nếu như bạn đã có nghề rồi nhưng ngành nghề này không thực sự phù hợp với bản thân, cũng như là cái ngành nghề này không có tiềm năng phát triển về lâu dài, thì các bạn hãy mạnh dạn tự tin lựa chọn một ngành nghề khác để chúng ta có thể thay đổi. Bởi độ tuổi 27 không phải là quá già để cho chúng ta bắt đầu lại sự nghiệp của mình, đây mới là độ tuổi trưởng thành để chúng ta có thể theo đổi sự nghiệp. Với các ngành nghề hiện nay thì có rất nhiều ngành nghề thời gian đào tạo ngắn, chi phí thấp. Đặc biệt là các bạn, nếu như chúng ta thực sự lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân cũng như là đam mê sở thích, nghiêm túc, thực sự nghiêm túc với nghề thì chắc chắn trong tương lai các bạn sẽ thành công. Vì vậy hãy mạnh dạn thay đổi nếu như ngành nghề hiện tại của bạn không cảm thấy phù hợp. 27 tuổi là độ tuổi trưởng thành phù hợp để cho các bạn theo đuổi học nghề khi mà ý thức, nhận thức của chúng ta thực sự nghiêm túc về cái công việc mà mình theo đuổi về sau này. Chính vì vậy nếu như bạn chưa có nghề phù hợp với bản thân hoặc có một ngành nghề mà bạn thực sự không yêu thích và mong muốn thì các bạn hãy mạnh dạn lựa chọn một ngành nghề, tìm hiểu một ngành nghề thực sự mà chúng ta yêu thích, nghiêm túc và đam mê. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thành công được với nghề. Và hiện nay thì Dạy Nghề Thanh Xuân đang đào tạo và tuyển sinh rất nhiều các ngành nghề. Các bạn muốn được tư vấn chi tiết nhiều hơn về các ngành nghề có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của nhà trường hoặc đến trực tiếp tại Dạy Nghề Thanh Xuân theo địa chỉ số 83 phố Triều Quốc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để được tư vấn và tham quan học thử miễn phí tại nhà trường các bạn nhé.